và Monica, ác quỷ và thiên thần, hung thần Pendulum thao túng điểm gốc để kích hoạt hiệu ứng và đếm counter để kiểm soát sàn đấu. Và Monica vừa va mắt trong booster box Valiant Smasher, hứa hẹn mang lại cho anh em một trận đấu hết sức cần não. Và Monica là một hệ tộc bài dựa trên hình ảnh Shoulder Angel. Shoulder Angel, tháng kề vai, là một biện pháp viết truyện được dùng trong thể loại truyện giả tưởng, đặc biệt là trong hoạt hình và truyện tranh. Angel, thánh, tượng trưng cho lương tâm con người và thường đi cùng với một con quỷ kề vai. Cả hai tượng trưng cho lương tâm của nhân vật, những khó khăn của nhân vật khi đưa ra quyết định tốt hay xấu về đạo đức. Hai quái thú của hệ tộc, Angelo và Monica và Demono và Monica, được tạo ra dựa trên hình ảnh này, với hai cái tên Angelo và Demono là một cách viết của hai từ tiếng Tý. Angelo có nghĩa là thiên thần và Demon, ác quỷ. Và Monica cũng sử dụng nhiều từ tiếng Ý khác, như tên của hệ tộc rất có thể là cách chơi chữ của hai từ Varia lựa chọn, như cách các spell của tộc hoạt động. Và Harmonica có nghĩa là tên của một nhạc cụ cùng tên, và đồng thời cũng có nghĩa là Harmony hay hòa hợp, một cách đặt tên của những lá tráp trong tộc bài. Mỗi lần bạn nhận được điểm gốc trong khi điều khiển một quái hệ phiên trong Pendulum Zone khác của bạn, đặt một Resonant Counter lên thẻ này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, triệu hồi Linh một quái thú Linh và Monica. Nếu lá bài này nằm trong tay bạn, bạn có thể bỏ một lá bài trên tay, lấy một Demono và Monica từ deck của bạn và đặt lá này và lá bài kia vào Pendulum Zone của bạn. Trong main phase của bạn, nếu lá này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt ở lượt này, bạn có thể banish một normal spell trap và Monica từ mộ của bạn, áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của Angelo và Monica một lần trong lượt. Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một quái hệ fairy trong Pendulum Zone khác của bạn, đặt một resonance counter lên thẻ này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 công ứng với mỗi resonance counter trên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong tay bạn, bạn có thể bỏ một lá bài trên tay, lấy một Angelo và Monica từ deck của bạn và đặt lá này và lá bài kia vào Pendulum Zone của bạn. Trong main phase của bạn, nếu lá này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt ở lượt này, bạn có thể banish một normal spell trap và Monica từ mộ của bạn, áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc giảm LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của Demono và Monica một lần trong lượt. Áp dụng một trong những hiệu ứng này, trừ khi bạn coi lá bài và Monica trong Pendulum Zone của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng. Tăng 500 điểm gốc. Sau đó, nếu bạn có bất kỳ quái thú nào trong mộ của bạn có thể được triệu hồi đặc biệt, đối thủ chọn một quái thú để bạn triệu hồi đặc biệt lên sân của bạn. Giảm 500 LP, sau đó bạn có thể thêm một quái vật level 4 từ mộ vào tay của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt một Vamonica Intonare mỗi lượt. Áp dụng một trong những hiệu ứng này, trừ khi bạn có lá bài Vamonica trong Pendulum Zone của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng. Nhận 500 điểm gốc. Sau đó bạn có thể đặt một lá bài từ tay bạn xuống cuối deck, sau đó rút hai lá bài. Giảm 500 LP, sau đó bạn có thể thêm một spell trap và Monica từ bộ bài của bạn vào tay, ngoại trừ Vamonica Celta. Bạn chỉ có thể kích hoạt một Vamonica Celta mỗi lượt. Áp dụng một trong những hiệu ứng này, trừ phi bạn có lá bài Vamonica trong Pendulum Zone của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng. Nhận 500 điểm gốc. Sau đó bạn có thể check các lá bài từ đầu deck của bạn cho đến khi bạn check được một lá bài vào Monica, sau đó thêm lá bài đó vào tay của bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào bộ bài. Giảm 500 điểm gốc, sau đó bạn có thể gửi một lá bài vào Monica từ deck của bạn vào mộ, ngoại trừ vào Monica Versare. Bạn chỉ có thể kích hoạt một vào Monica Versare mỗi lượt. Khi lá này được kích hoạt, bạn có thể thêm một quái khú vào Monica từ deck của bạn vào tay. Nếu một lá bài trong Pendulum Zone của bạn có 3 Resonant Counter, bạn có thể target một quái thú đối thủ điều khiển, kiểm soát nó chính End Phase, nhưng nó không bị tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của Vamonica Agathocacological Voice một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt một lần
và Monica Agathocological Voice mỗi lượt. Áp dụng một trong những hiệu ứng này, bạn phải liều thiển một ráo quái thú và Monica để kích hoạt và sử dụng hiệu ứng này. Nếu bạn liều khiển quái liên và Monica, bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự. Nhận 500 điểm gốc, sau đó bạn có thể phá một spell trap trong sân. Giảm 500 điểm gốc, sau đó bạn có thể dư một quái vật từ sân về tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt một Monica Follow Rhythm mỗi lượt. Áp dụng một trong những hiệu ứng này, bạn phải điều khiển một lá quái thú và Monica để kích hoạt và sử dụng hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái liên và Monica, bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự. Nhận 500 điểm gốc, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá quái và Monica mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng bài. Giảm 500 điểm gốc, sau đó bạn có thể negate một hiệu ứng của một quái có hiệu ứng mà đối thủ điều khiển cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt một Monica Trojan Melody mới được. Không thể được Link Summon trừ khi bạn có 3 Resin Counter trở lên trên các lá quái Fairy trong Pendulum Zone của bạn. Bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt Duralume và Monikin Heathen Hallow một lần trong lượt. Nếu lá bài này được triệu hồi lên, bạn có thể target các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resin Counter trong Pendulum Scale của bạn, phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resin Counter khỏi Pendulum Scale của mình. Lá này có thể đánh 3 lần trên mọi Battle Phase ở lượt này. Không thể được Link Summon trừ khi bạn có 3 Resin Counter trở lên trên các lá quái Fiend trong Pendulum Zone của bạn. Bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt Zebufera và Monikin Hallow Heathen một lần trong lượt. Nếu một trong các lá bài bị anh điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấu ngoài hiệu ứng, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ 3 Resin Counter khỏi Pendulum Scale của bạn. Một lần trong lượt của đối thủ. Quick Effect, bạn có thể chọn Normal Spell Trap và Monica bị Banish hoặc trong mọi của bạn, áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó. Và Monica là một tộc bài xoay quanh việc thao túng điểm gốc của người dùng song song với hai quái pendulum của nó, Angelo và Monica và Demono và Monica, đặc biệt là hiệu ứng pendulum của chúng để nhận được Resin Counter khi đạt được điểm gốc, trong trường hợp này là Angelo và Monica, và nhận sát thương đối với Demono và Monica. Khi đã đạt được 3 Resin Counter trở lên trên pendulum scale của một trong hai bên, bạn có thể triệu hồi liên hai quái thú trùm nguyên một của tộc bài, Zebufera và Monikin Hallow Heathen và Duralume và Monikin Heathen Hallow, một bộ đôi quái vật mạnh mà chỉ bị giới hạn triệu hồi bởi điều kiện này. Vì lối chơi liên tục tăng giảm LP và sử dụng hiệu ứng từ mộ, người chơi có thể sử dụng những lá bài thao túng điểm gốc như Assault Synchron hay Heroic Changer Thousand Blade và những lá bài triệu hồi từ mộ như Blackwing Zephyros để dàn sân và mở đường cho việc triệu hồi những quái thú mạnh hơn như Chaos Angel để chiếm ưu thế trên sàn đấu. Cần lưu ý là những lá spell rủ vào Monica bắt buộc phải để đối thủ chọn hiệu ứng nếu như không có một lá quái vào Monica nào trên sân, nên hãy chú ý đến việc sử dụng tốt những lá pendulum và Monica. Dưới đây là một deck mẫu theo format TCG cho mọi người tham khảo và xin sửa. Nếu có ý tưởng nào tạo deck mới nào khác, hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé. Và Monica chỉ là một hệ tộc vừa ra mắt gần đây, nên rất có thể trong tương lai Konami sẽ thêm support cho hệ tộc này. Trong lúc đó các bạn nên thử qua hệ tộc này nhé, với điểm mạnh và điểm yếu riêng. Rất có thể đây là một hệ tộc có tiềm năng trong tương lai, khi mà những deck combo đang dần chiếm ưu thế thì Konami sẽ hỗ trợ cho hệ tộc này để kiểm soát những deck combo không trở nên quá mạnh. Valiant Smasher hiện đã có mặt tại Kisara Board Game Cafe. Các bạn hãy đến để mở pack và sở hữu những lá bài trong tập Monica để xây dựng những deck bài nhé.